chứ không dám đi theo nữa. Ráng lo tu, tu gấp gấp để dễ đòi rồi. Bây giờ tôi đặt cái trường hợp là ở trần gian thôi nha, chế chịu rồi, đò sắp sửa là không còn chạy nữa, thì chiến đò chót phải ráng đặng đi qua chiến đò chót để đặng qua đồng bào bên kia để tôi bắt ẹt bên đây thì sao, phải không? Đó là nói vậy là chú hiểu. Tất nhiên là lo tu tỉnh đặng tới ngày Phật ra định. Bây giờ được biết là bây giờ là nói chung là cái vấn đề ta gọi là nặng binh, ta gọi là nặng binh, nó đi vào đường nó rất là nhiều. Như thế thầy nói là thiên tà ma yêu quái chặt đường, dấu hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác, là những người hung ác bị dữ lắm không? Cái đó là chuyện vô duyên, cái đó cúng lại tổ tiên đó, rồi là niệm Phật, làm lành, lánh điều dữ thì tốt, có gì đâu. Tuy là nó khó nhưng mà chú biết nó cũng rất dễ. Yeah. Thấy không? Không biết thì thấy nó khó, biết thì nó dễ. Thì có gì, giả tỉ đi cái con đường bên tả bên hữu. Yeah. Bây giờ cái người ác, người ta muốn giành của mình, người ta đi bên bên phải của mình, thôi mình từ bi hỷ xả, nhường cho đi luôn. Rồi chừng nào ta đi qua rồi thì mình đi lại, thì nó êm vô rồi, có một chữ một mà à, nhẫn là xong. Chứ bây giờ tranh luận với nhau thì tất nhiên là người ta cũng như mình cũng như người ta, phải không? Đó, không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau chí hiền tâm đức chùi lao, ra công lộc kỷ thì thao thành vàng. Tuy là chú là thao nhưng mà chỉ có cái tâm thiện là thành vàng. Vàng này khó sánh, không phải như vàng thế nha chú. Yeah. Vàng này là vàng mười. Yeah. Vàng mười của Phật cho, chỉ cái tâm, phải không? Yeah. Đó. Tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước quýt mùa xuân. Đúng. Nếu không tu thì chừng khổ cũng ưng, thì mang bệnh nghiệp quả, kêu Phật Phật cũng không cứu được, vì lòng ác gian. Còn chú làm hiền làm lành, tôi mượn cái giả đó nha, thì chú kêu Phật ơi con bệnh, thì trên nhỏ phước xuống vô vi chú không có thấy. Tôi đây thân xác này bệnh, chú biết bệnh gì không? Không biết. Ung thư máu. Dạ. Ung thư tử cung, ung thư dạ dày mà xác vẫn còn. Dạ. Đó là chỉ có cái tâm, tâm nhẫn nhục là xong, là chú hiểu pháp dốt thiệt đó. Chỉ có cái tâm nhẫn nhục đó rồi hiểu thôi, chứ không có gì hết. Nghe pháp là nhập vô tâm. Yeah. Là năm phải canh thành nhiều cảnh gió mưa cho nhân loại trăm cây cùng ngàn đắng, thì quan năm cũng là năm ca, là năm thành rồi. Thì thưa cô, cũng như là đức thầy nói như vậy, thì nó có cái biến chuyển gì cuộc đời không, hay là nó có cái gì để mình lời ráng tu hành không cô? Cảm ơn Di Đà Phật. Dạ, cái chuyện biến chuyển thiên cơ năm thành đó là cái chuyện thiên nhiên của trời đất, là bốn mùa tám tiết, phải không? Còn về là đạo con người đi, đó là mình phải sửa tâm sửa tánh, và nhất là cái tâm bình định và cái trí được là thông hiểu về đường Phật pháp. Chỉ học Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên pháp trong người mình nó có sẵn. Nhưng mình phải học pháp ngoài, kinh pháp Phật để lại mình phải học, mình học rồi mình mới vô tâm mới biết, chứ đạo nào không học mà biết, phải không chút? Dạ. Đó. Dạ thưa cô, cũng như là được biết là hôm nay cô cũng nhân viên. Dạ. Thì xin cô cũng như là chia sẻ cho bà con nghe, cũng như là hồi này mình tu pháp môn nào cho dễ tu mà dễ chứng hết cô? Pháp môn. Dạ. Là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, là nó bao gồm 48.000 giảng pháp. Dạ. 84.000 pháp nha. À,
nhưng mà nó chỉ có là gom về có một chữ nhất mà thôi. Yeah. Chữ nhất là chữ tâm. Yeah. Chữ tâm ở dưới này chú mới là niệm lên trên đỉnh, chú mới sáng suốt và hiểu về đường đạo pháp và hiểu về sự đời. Giống như là đi ra đường đó, sự đời người ta đối làm sao cái mình biết, ừ cái chuyện đó là chuyện dữ, mình tránh là do nơi tâm không, phải không? Dạ. Đó phải đúng không? Dạ, đó đúng. Dạ được biết cũng như là cuộc đời này nó cũng biến chuyển, bây giờ cũng bệnh hoạn rất nhiều, thì Đức Thầy nói là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Thì nó bệnh bây giờ là Covid ít gì đó, về bệnh mới nữa, bây giờ cũng có nhiều bệnh lắm thưa cô, cũng như bây giờ mình là nó có biến chuyển dữ hơn nữa không hay là nó dừng lại? Dạ chuyện đó tôi không dám. Yeah. Chuyện đó không dám, chuyện đó là chuyện trời đất đã sắp đặt. Yeah. Ai là cũng biết là nếu tu là phải biết, nhưng biết không có dám lộ, không có dám lộ thiên cơ quyền cơ của Phật trời. Trong sấm giảng Đức Thầy ông nói được lệnh thiên cơ nên ta nói, còn như là chúng ta đi, cái tiếng chúng ta là nó bao gồm tất cả là muôn loài vạn vật, cỏ cây hay là con vật gì, hay là mình sống bình đẳng hòa đồng là nó mới đúng trong chánh pháp của nhà Phật, phải gì không? Yeah. Đó tôi thì vốn mà tôi trong tâm tôi nghĩ sao thì tôi ứng khẩu ra vậy thôi. Yeah. Đó thưa cô, cũng như là bây giờ như là cô nói tự tâm tự tánh. Yeah. Thì tâm tánh nó nằm ở đâu và nó tâm hả? Cái tâm nó không có thấy được, nó vô hình. Yeah. Cái trí con người của mình nó cũng vô hình, nó đâu thấy, chặt không đứt bứt không rời, làm sao mình thấy? Nó chỉ là thấy cái hình tướng là con người mình thôi, đó là tứ tướng, là hai cái giò, hai bàn tay, là lên là sáu căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân khẩu ý, đó là nó là cái này là cái hữu vi, cái tâm là cái vô vi, đâu có thấy được. Nhưng mà phải có vô vi và hữu vi, mình đương học đạo mà, mình đương tu tập mà, phải không? Đó vậy là mình đang tu tập cũng phải nhìn lại tự tánh mình. Yeah. Thấy biết rõ ràng. Yeah. Không nhắm mắt ở thế gian này nữa. Yeah. mới là kiến tánh thành Phật. Yeah. Phật ở đâu? Phật ở trong tâm chứ đâu có ở ngoài. Yeah. Giả tỷ đi chứ đi làm phước thì cái đó là cũng là cái phước của nhà Phật, tặng nhất là cái phước, kế đó là cái hàng rào trợ duyên để diệt cái lòng ích kỷ của mình. Bữa nay mình ích kỷ nói tôi mới làm phước hôm qua, thành ra nay tôi phải dị tha, tôi không ích kỷ, tôi không tham lam, phải không? Phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Đó cũng như là mình tu như vậy mình còn làm chữ hiếu rồi kia tiên không? Ví dụ làm chứ, hiếu nghĩa di tiên mà. Yeah. Cần nhất là hiếu nghĩa là đạo trời đạo người, chính chữ của lao cha mẹ sanh cho ta cái hình vàng dốc ngọc này, ta mới học đạo quyền di của thầy tổ Phật tổ đó, phải không? Đó chứ nếu mà không có đạt được cái chữ hiếu cha mẹ thì làm sao được. Cần nhất là hiếu và nghĩa, năm pháp hiếu nghĩa đó, rồi đạo làm người đó. Bây giờ cũng ráng giữ dạng tứ ăn ha cô. Dạ tứ ăn. Yeah. Tứ ăn là đạo, là đạo cả mà. Hồi xưa là bây giờ là vừa đất nước nè, vừa hồng ân tâm bảo nè, vừa lo cho đời nè, lo cha mẹ, vừa lo cho cha mẹ đó. Tôi thì trong tâm tôi làm không ai biết, thầy nhận thì làm sao biết, nhưng mà ở trên Phật trời biết mới cho tôi được ánh sáng, tôi được hiểu một chút chứ không có hiểu nhiều, tại vì không có học lấy gì hiểu nhiều, phải không? Vậy là cô cũng là có điều gì là có ủng hộ nha. Đâu có ai ủng hộ gì đâu. Tự lực cánh sinh mà nói thẳng cho bây giờ khổ thì cũng như cơn thử thách của đời có vượt qua nổi không. Yeah. Như hồi xưa mà năm vị quan thánh đó. Yeah. Chú biết phải không? Chú học đạo chú biết năm vị quan thánh đó. Quan thánh là Lưu Bị, Kết Nghĩa, Kết Nghĩa Chi Giao đó. Nghĩa Đạo Duyên. Đó
Thì Đức Thầy cũng nói như thế này nè cô, cũng như là quan công hầu dình chặt nghĩa ăn được năm ải về thăm quân trưởng. Dạ. Kẻ nghĩa khí thiên kim dạng lượng. Lũ định định thần sách chữ nào khen đó. Thiên kim, thiên là 1.000, còn bá là 100. Thiên kim dạng không có thể nào đếm nổi. Đó giờ phải vậy không? Dạ. Bởi vì là cái đời này mình phải tập theo cái gì đó. Đúng, phải chung can nghĩa đảm. Dạ. Chứ nếu xin lỗi nha, chú tu mà chú không có cái tính chung can nghĩa đảm thì làm sao mà được, phải không? Là phải chung với ai? Chung với bạn bè, dù cho ai nói ngửa nói nghiêng nói xấu nói gì, ta cũng quyết lòng tốt với đối xử với người đó mới gọi là chung ca, phải không? Yeah. Theo tôi là tôi vậy đó. Ai nói gì cứ nói một lời thì sao cũng được hết trơn, miễn cái tấm lòng mình là lòng mình biết được rồi. Và ở trên có hai bên, tả mặn thằng hữu mặn thằng, tuy là mình mang mình thịt xác trần nhưng mà trên trước cũng cho biết thằng linh theo dõi từng phút từng giây. Dạ. Yeah. Mình phải giữ dạng tứ ăn. Dạ. Yeah. Trước hết phải giữ dạng tứ ăn mà. Dạ. Yeah. Vì đời mã pháp này là khó tu, trong kinh mấy ông có dạy đó, khó làm được mới nên con người. Nếu dễ làm thì ai cũng làm được hết rồi, phải không chú? Ừ. Như vậy sao mới gọi là mật pháp vậy cô? Cái pháp môn rồi đó. Dạ, như là bế mạc mà cũng là gọi là cùng cuối của hạ quân hết cô. Dạ. Vậy Đức Thầy cũng nói là hạ quân này đã hết đời. Hết đời. Phong ba biến chuyển đổi dời giá can nè, chú thấy không? Một phút một giây là biến chuyển, như hồi sớm nè, biến chuyển mưa lâm râm nè, là mưa độc địa đó. Yeah. Là người ta yếu chất đề kháng đó, là sanh bệnh. Đúng. Và rồi. Cỏ cây cũng vậy, cỏ cây cũng sanh ra bệnh đau ôm. Yeah. Đó. Sâu hò. Thì bây giờ là ở đâu cũng có độc hết trơn. Dạ. Yeah. Nhưng mình biết thì có tu thì nó đỡ ha, sao? Có tu cũng đỡ, nhưng phải cần uống thuốc đặng giải trừ, giải độc. Cũng như là bây giờ được biết là như Đức Thầy nói là chẳng quản thân kiếp chốt ngày đây, vậy là kiếp này là cuối cùng hay sao không? Dạ. Dạ, kiếp này là kiếp Đức Thầy mượn thân là kiếp chốt rồi. Dạ. Là bây giờ là ông là hữu ảnh vô hình, thiên biến vạn hóa, nhưng mà cũng phải theo dõi chúng sanh để coi cái là người nào tu làm sao là mấy nữa mới biết là chứ tôi cũng người phạm, chú cũng người phạm, làm sao biết, phải không? Dạ. Đó. Thưa cô, như Đức Thầy có cái đoạn viết trong quyển nhất là bước nhầu vào đó máu hồng trào ra, cho người hung bạo biết ta, ghe thiền ghe người biến mất đi, để làm chi đây? Thì thưa cô, cũng như là cái đó là ai mà làm như thế nào mà bước nhầu vào đó máu hồng trào ra, có nghĩa là sao? Là cũng như chỉ hồi xưa là Đức Thầy không phải Đức Thầy mà ông sư giải bóng khoai. Yeah. À, ông mới chèo cái ghe cùi, rồi cái người đó có tiền mới ngoắc vô nói tôi có đủ tiền mà trả cho ông. À, trong mua thì dòm thấy trống không, nhưng mà sư thằng cái gì ở trong đó. Yeah. Mới vừa bước vô, bước nhầu vô máu hồng thì trào ra, rồi đó là ghe biến mất tiêu. Yeah. Là hồi đó là cái kiếp đó là ông sư giải bán khoai, rồi sau lại ông tái kiếp lại là Đức Phật. Đức Thầy mình nói ha. Đức Phật Thầy. Yeah. Kiếp chót là Đức Thầy. Mà tôi nói gì phải đúng không? Dạ. Yeah. Dạ thưa cô, cũng như là được biết là như là Đức Thầy xuống đây là kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần cản xiết. Thì tiên Phật mà có thánh thần rồi các vị thần nó xuống luôn hết không? Dạ xuống luôn, mà xuống vô vi. Dạ. Chưa có hữu hình, tới màn tới lớp
ông mới hiện ra mới hữu hình, còn bây giờ là vô hình, còn ta bây giờ là hữu hình, phải không? Có nghĩa là những người đó mình không thấy được, đâu có thấy được, mình phàm mình đâu có thấy được. Chừng nào chú tu đúng chân lý trên cho chú biết, nhưng chuyện đó không dám nói nha, lỗi. Vậy là cái như là bây giờ là thưa cô, cũng như là cô khuyên bà con sao như thế nào để ráng tu, chứ đợt này thấy nó cũng biến chuyển quá. Dạ. Bây giờ động đất sóng thần cũng nhiều rồi, mà bắt đầu cái các nước cũng chiến tranh tới, đánh lại rai tới rồi. Ừ. Bây giờ thì chừng mang chót mà. À, bệnh dịch rồi cũng nhiều lắm, thưa cô. Dạ. Như là như thế nào, cô biến chuyển thế nào? Biến chuyển thì cúng lại niệm Phật, thì quốc nào, độ nào trở về quốc độ nấy. À, như ví dụ tôi ví dụ là chú nhà họ Lê, thì trong tộc họ bảy đời chín kiếp nhà họ Lê, con cháu tôi nó có tu độ, chứ nếu không có mà tu thì ở bên ngoài là tà khí độc địa, nói tà khí độc địa chứ không phải bên âm vậy. Bên âm vậy ha. À, đó. Cái đó mình phải nói lớn lớn cho bà con nghe. Rồi bởi vì niệm cho tà quỷ vậy thì gian gia đó là cái chỗ đó đó, là niệm rồi là Phật đúng chánh niệm rồi, đâu ai dám vô. Cũng vậy đó thôi. Dạ. Dạ thưa cô, cũng như là được biết là cô đã trải qua bệnh khổ như vậy mà tự tin lo tu hành, không phải dễ. Dạ xin lỗi chú nha, sắt thép còn chỉ ra nước mà. Dạ. Phật dạy mà sắt thép còn chảy ra nước, mà sao cái xác này làm gì không chảy? Dạ. Trời ơi, đút vô lửa rồi một cái là rồi là, nhưng mà có một cái là không chảy. Linh hồn. Linh hồn. Nếu mà không biết hả thì cũng chảy, còn hơn nữa. Tiêu xác tiêu hồn luôn. Tiêu xác tiêu hồn luôn. Thì này không tu là tiêu hết ha. Dạ. Bởi vì không biết mà. Dạ. Thì cậu hai thanh sĩ nói là thiếu đạo đức sát gan cũng chảy đó đó. Dạ. Nghe ghê quá. Dạ. Thì cô có thể chia sẻ thêm cho bà con biết để mà ráng tu luyện. Dạ. Thì tôi thì dốt nát, nhưng mà xin ơn trên cho tất cả chúng sanh ở trần gian ai cũng đều được giác ngộ để nghe lời Phật dạy, để đến ngày chung cuộc, chung hữu cuộc đó, chứ biết chữ chữ chung hữu cuộc không? Dạ. Yeah. Cuộc. Dạ. Yeah. Hữu là hiện bây giờ. Dạ. Yeah. À, chung là nữa là con trời cháu Phật hiện lành, Phật thu hút về đó, nền vàng điện ngọc tùy theo cấp bậc của mỗi chúng sanh. Dạ. Yeah. À, phải không? Dạ. Yeah. À, cũng như chú hành đạo thượng thừa. Dạ. Yeah. Trung thừa, hạ thừa, còn làm phước thì cũng tốt, nhưng mà làm phước mà không hành đạo thì phước thì hưởng thôi. Ví dụ nha, chú làm phước kiếp này, xin lỗi nha, hơi 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 mạo phạm. Dạ. Chú làm phước kiếp này, chú hưởng nhà lầu xe hơi 5-10 tầng hay là có đôi 30 tỷ, ví dụ, mà hạ mà chú giác thì chú đỡ, chú được về hưởng còn hơn nữa. Còn mà nếu mê tở cái này của ta, cái này của tôi, cái ta thì nó bao la, cái tôi thì nó eo hẹp. Tôi nói gì có sẽ dịch xin nói để tôi sửa. Đó, cái ta là cái bao la, tình đồng loại, tất nhiên là từ có cây mình có xài thì mình phải chuyên dụng nó. Gọi là chuyên dụng là mình như là cái cây bông này đi, chú muốn xài chú phải cắt lên, chú phải chình ở đó nữa, chình là cắt vị thằng binh. Dạ. Tôi nói cái sai thì nó bà hai bà nói sai đó, cắt vị thằng binh người ta cũng giữ cỏ cây đó. Bởi vì hả, kỳ đó cái người đó cũng hỏi tôi dốt nó, người đó cũng tu cao, hỏi gì chứ chị hai, tôi hỏi cái gì? À, sau cái ông bà thượng chủ trì đó ở trong chùa đó, mà ông lại cái đầm sen ông ngắt, ông hái năm bông, ông đem về ông cúng,
ở dưới chư thiên ta chừng lên, ở dưới chư thiên ta chừng lên, ta nói là ngang, tu chủ trì mà ngang. Tôi nói là ở đó có chư thần người ta giữ, mà cái vị hòa thượng là cũng như là nói ta đây là tu cao, ta đạt được là hòa thượng và chủ trì rồi, nhưng mà không có hiểu được cái pháp bình an, cắt ngang cho người ta đấu cho, người ta nói là lời ăn cắt, ta không cho, là như là chú hiểu không, người đó tu cao mà không biết phép, không biết lễ. Tôi nói có xê thì và hai bà nói không đúng. Vậy thưa cô, như là Đức Thầy còn nói nhiều đoạn là bây giờ là đời tận thế mà còn lằn lửa chẳng chịu mau cải giữ về lành. Thì đời tận thế là sao mới gọi là tận thế cô? Tận thế, chuyện tận thế kia thì Đức Phật ông là ông để cái pháp lại là tận thế. Một là con người của mình, cái quả cái con người của mình là cũng như cái quả địa cầu sáu căn, còn ở thế giới này cũng gọi là năm châu thế giới, là cũng là sáu, phải không? Yeah, đó sáu châu. Sáu châu nhưng mà gom về một châu, một châu là ánh sáng của nhà Phật ha. Sáu châu giờ còn có năm châu và mắt năm châu. Cái đó là chuyện thế giới bên ngoài. Yeah. Còn như chú tu đạt đến thượng thừa thì sáu căn của chú tâm định trí huệ sáng sáng là sáu căn, là gọi là sáu châu rồi nó gom về một châu, một châu là ánh sáng, mười điều thiện, tám điều chân chánh, rồi là dạ, rồi là con người mình bây giờ là mang tứ tướng phải không? Dạ. Và tứ tướng và bát là cái hình nhân con người. Dạ. Là nó có pháp sẵn hết trơn rồi, học là biết liền, pháp Phật để lại đó. Dạ thưa cô, cũng như là có nhiều đoạn có các vị thánh trên đây á, nhiều vị thánh trên đây đợt này cũng gọi là đợt cuối cùng của buổi hạ quân. Dạ. Để mà lo cứu vớt chúng sanh, để mà thoát mê, thoát cái biển mê. Dạ. Cái biển này là cái biển mê, mê danh, mê lợi là tiền tài, danh là danh vọng, tình lục dục đó. Nhưng mà chú cũng phải có gia đình, có vợ có con, nhưng phải giữ một đời một đạo, nghĩa là không có lăng nhăng bên ngoài, đó là đạo làm người. Yeah. Đạo làm người đó cũng là tiên đạo, cũng nhân đạo. Yeah. Đó. Và tôi thì trong cái tâm tôi với cái trí tôi nghĩ sao thì tôi nói như vậy, có xe dịch thì chị em cô bác cũng thông cảm. Dạ, cũng như là biết cô cũng không biết chữ mà nói đạo rất là hay. Thưa cô, cũng như là tất cả anh em nam nữ chúng sanh để lo tu tập đến cái tuổi mạc hạ này là bế mạc rồi, tu không phải là mau chậm gì hết. Bữa nay chú tỉnh, hồi trước giờ mê, bây giờ tỉnh lại, màn ăn chiều cúng lại Phật trời, rồi đều làm phước làm lành, rồi tự nhiên là có cái ánh sáng đậu màu ở trong con người mình. Dạ, như Đức Thầy nói là tâm linh mắt thánh xem ba cõi, thánh hiển tai thần lóng bốn phan. Vậy là tâm linh là cái tâm mình hiển thánh hay sao con? Cái tâm linh thôi chứ chưa có hiển thánh. Dạ. Cái đó là mới có là đạt được cái tánh linh thôi, còn khi mà hiển thánh là mắt thánh xem ba cõi luôn, là khi đó là Phật chứng quả bồ đề rồi đó, là dạ, mới thấy. Còn như hiện giờ là đạt tánh linh thì nhiều chứ còn Phật chứng quả thì chưa. Dạ.
Thưa cô, cũng như là thời kỳ này mình ráng tu, mình ráng niệm Phật để nó trễ nải là nó không kịp với cô. Cũng như là cái thời kỳ này cũng như nó quá mỏng manh rồi. Như Đức Thầy nói là đời nay mỏng tợ màng thưa, dạ. Có nghĩa là nó quá mỏng rồi sao? Thúc rồi sao? Chưa thúc rồi sao? Thì thúc hay không thúc thì do nơi bản tánh của con người. Thì chú không mê, chú tỉnh thì giác rồi, thì không có mau chậm, mà không có cái không có cái mà nói về là, bởi vì trong giảng Đức Thầy ráng lo tu, tu gấp gấp để trễ đò rồi. Bây giờ tôi đặt cái trường hợp là ở trần gian thôi nha, trễ chiều rồi, đò sắp sửa là không còn chạy nữa, thì chiến đò chót phải ráng đặng đi qua chiến đò chót để đặng qua đò bờ bên kia để phải bắt kẹt bên đây thì sao, phải không? Đó là nói vậy là chú hiểu. Tất nhiên là lo tu tỉnh đặng tới ngày Phật ra định quốc ban thưởng, còn bây giờ phàm thì chưa biết ai sao là sao. Yeah. Tôi chưa biết tôi là sao, nhưng sao không biết chú làm sao biết tôi, mà tôi cũng làm sao biết chú, nhưng tôi biết tôi cũng không dám nói nữa. Yeah. Phải không? Còn ẩn nơi tim ốc xác phàm mà, phải không? Dạ. Yeah. Cũng như là cô, cũng như là còn cái ông ba, ông nói là ông ba Nguyễn Văn Thới trên kia là ông nói là còn một nạn cột kèo xa dách, không tu hành thạch bách không còn, không tu là tiêu hết sao cô? À. Phải còn chứ. Dạ. Yeah. Cái người tu phải còn, người thiện phải còn. Không nghĩa là. Còn để nói đời lại mà. Dạ. Yeah. Có nghĩa là còn một nạn cột kèo xa dách, không tu hành á, không tu chứ hành là thạch hiểu. Bách không còn, nếu không tu hành là tiêu hết. Không tu hành thì hồn xác tiêu luôn. Dạ. Chờ tới 10.000 năm sau. Thành ra đất nước gió lửa trong giảng đức thầy rớt xuống chốn nghe hạ rồi. Bây giờ ta được làm người, ta được là phước đức nhiều tiền kiếp trước, nay mới được thân con người. Không tu thì uổng cuộc đời, là cuộc đời con người của mình đó. Vậy là cô cho biết cũng như là bây giờ là ráng niệm Phật, ráng tu sao cô? Dạ, thì chỉ có 6 chữ Di Đà và làm hiền làm lành. Niệm Phật mà không làm hiền làm lành thì cũng như không. Vậy là mình thấy là niệm Phật phải làm lành đó. À, làm lành. Mà chú làm phước thì làm. Không thì cũng được. Dạ. Chứ không phải nói không là thôi nha, không phải. Dạ. Không cũng được. Nhưng cần nhất là phải giữ danh giới. Giữ danh lực ha. Giữ thân khẩu ý. Dạ. Ừ. Nói gì có chữ nhẫn bồn xong có ở đâu. Thì dạ. Bí khóa với trời chứ có gì. Tôi là người dốt mà. Như Phật Thầy dạy là tập xong chữ nhẫn, niết bàn không xa. Thì cái niết bàn ở trong thân ta có sẵn rồi đó. Là niết bàn đó. Ừ. Niết bàn đó rồi là nữa đi về. Bỏ thân này là nhập niết bàn ở cõi Tây Phương. Vậy là mình phải trở lại bổn tánh của mình ha. Dạ, yeah, chỉ có chú tu cái tâm bình định rồi mới là cái trí sáng suốt là kiến tánh thành Phật đó. Yeah. Cũng như là Đức Thầy nói là cõi Tây Phương thì quá xa xăm, hãy tìm kiếm ở trong não trí là quay trở lại sau chính mình. Thì đây Tây Phương là cái hướng thiện như ở ngoài nè, Đức Phật Nam Thiện Bộ Châu nè, Bắc Cu Lô Châu nè, Đông Thắng Thư Châu, nhưng mà chỉ gom lại là bốn châu, nhưng gom lại chỉ có hai châu thôi, thiện và ác thôi. Là cái ác là cái hướng đen, còn cái thiện là cái hướng trong sáng, trong sạch. Tôi thì tôi nghĩ vậy thôi. Thì thưa cô, cũng như là bây giờ mình ráng tu gấp làm sao, gấp gấp làm sao cô, bây giờ thấy nó sát quá. Dạ, phải tu gấp gấp chứ. Để tôi nói hồi sớm đó, chiến đò chiều rồi, rồi người ta sửa sang, người ta không có đưa qua đò nữa, thì phải là khăn lối đặng lên đường. Chứ biết phải khăn lối không? Mình lo chạy á. Không phải chạy.
thì mình lo chiều là hương khói tổ tiên Phật trời đó, rồi mặn ăn đạo gia đình đó, rồi chung ca nghĩa đảm đó, dù ai nói ngửa nói nghiêng lòng ta cũng vững như kiềng ba chân, chứ giữ ba cái mối đạo là nhân đạo, thánh đạo, Phật đạo, gom ba thành một. Nhân là con người, thánh là cái lòng của mình tốt là gọi là thánh, Phật là bao la, là từ bi hỷ xả. Dạ. Dạ, cũng như là Đức Thầy còn nói nhiều đoạn lắm cô, cũng như là ở đây Tây không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa, chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây nên. Thì cái đợt chiến tranh này là nó tai họa tàn khốc lắm hả cô? Nhưng mà nó dữ lắm. Dạ, xin lỗi, cái chuyện đó là ông biết, ông cho biết là chiến tranh tàn phá là do nhân quả để trả. Là cũng như tôi nói đặt ví dụ đi, thiếu nợ thì phải lo trả, cũng như trước gây cái nghiệp gì rồi bây giờ là phải trả, nợ trả rồi thì muốn sự thánh thơ là gọi là nếu mà Phật dùng phép màu thì đâu có được, đâu có lực nhân quả, phải không? À, như Đức Thầy nói là nãy đã chờ sấm nổ gian sinh e bá tánh ăn năn đã muộn, là có nghĩa là sấm nổ là thua hả? Chị thua luôn. Sấm nổ trời khiến rồi phải thua thôi. Thì bây giờ ráng lo để gì nữa thì còn hồn còn xác. Đang nói đời thượng quân thánh đức trở lại, chừng nào mở hội rồng mây thì mới biết điên cùng là ai. Chắc thì nữa Phật, con Phật thì Phật tước về. Nhưng mà bây giờ đó, chú tu chú cũng biết, con Phật con ma biết chơi rồi chơi gì, làm sao không biết. Con Phật thì hiền lương, con ma thì hung dữ, có ở đâu mà khó. Bây giờ Phật ma là do nơi tánh của ta, thấy ra người đó người ta chửi mình, thôi chửi như chửi người khác đi, rồi xong. Ai ra chửi mình hoài, không lẽ ta chửi mình hoài sao? Dạ. Yeah. Phải không? Đó. Yeah. Là thưa cô, cũng như là còn nhiều đoạn mà các ngài đã nói là nghe cũng ớn quá cô, cũng như là có thể tìm cách nào thương bà con ráng tu hành tùy duyên. Cũng như tùy duyên tự giác. Yeah. Ai cũng có hết, ai cũng có cái bản tánh tự giác hết, nhưng giác hay không là do nó mỗi con người. Đức Phật thì ông nói là tự chúng sanh, còn như giữa tôi với Chúa bây giờ thì nói là tự con người. Nếu nói tự chúng sanh là đắc đạo rồi kìa, mới dám nói là tự chúng sanh. Dạ. Đó, phải không? Nói là tự mỗi con người với nhau, người với người với nhau đi, hạ thấp đi. Đó. Tại vì mình còn mang cái xác thân phàm, chứ chừng nào mà đổi cái lớp này nè là mới dám. Lại tất nhiên chú tu đắc đạo rồi đó, chú mới có thể là nói chúng sanh như Đức Thầy, Đức Phật, Quan Công, Võ Thánh mới nói là chúng sanh. Còn ta là tình người với nhau, rồi là giữ giới, thiện thì muôn sự thánh thơ. Tôi nói về trường hợp đi, là ở trần gian đi, người đó hung dữ, mình giữ giới cấm, mình nhịn rồi là đâu có giao chiến, đất nước cũng vậy thôi. Hồi đó giải hòa thì cũng có chữ một mà, khiêm nhường lẫn nhau, ôn hòa. Còn như đời người của mình cũng vậy, rồi từ từ cái chú hiền, cái nó nói trời ơi chú này hiền, bà này hiền. Nhưng mà hiền nó có nhiều loại hiền nha, hiền triết nghĩa và hiền u mê, chứ không phải nói tội người này hiền như cục đất. Hiền như cục đất cũng không có chân dụng đâu. Hiền triết nghĩa, nhân nghĩa lễ trí tính, hiền minh sáng. Như là câu hai đó, hiền minh chứ để hiền ngu ha. Dạ đó,
Hiện minh là cái trí, cái tâm và cái trí sáng suốt, là gọi là hiện minh, giúp đời lo đạo là hiện minh. Còn hiện như cục đất ngồi người ta nói gì không hiểu gì hết, gọi là hiện ngu, mê chằng. Sáng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp rồi, giờ thiên cơ nó gấp lắm. Hay là máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai, bây giờ là cô cũng như là bây giờ cái gì làm sao bây giờ cho nó nhanh cho cô, bây giờ chứ không giờ không kịp, là không kịp. Thì máy thiên cơ mỗi phút mỗi sai à, mỗi thai nhã thành si như thể tên bay à, cái đường dinh nhục á là cái đường dinh nhục như là giàu nghèo hay mặn ăn vậy đó, nó chỉ có phút giây là nó sụp. Là mình phải kiên cố hoài thì giữ hoài, giữ cũng như chú cứ giữ lòng thiện hoài thì tốt quá đâu. Kính chào bà con, tôi thì ngu dốt nhưng mà trong tâm tôi thì nghĩ sao thì nói gì, cầu chúc cho bà con nam nữ từ già đến trẻ ráng lo tu tập trên con đường đạo hạnh Phật pháp, Phật để lợi đó thì tốt. Chữ tốt là chữ lành, chữ thiện, nó có chữ tốt chứ nó cũng nhiều ý nghĩa lắm.